đang chờ đợi rất nhiều những sự điều chỉnh ở của hai đội. Ông ta cửa và điều này đang ảnh hưởng đến các pha bóng ở trên sân hơi trơn và khiến cho các cầu thủ gặp khá nhiều những khó khăn. Trên khán đài thì các cổ động viên với Cô Park cũng... Hiệp Châu, Đức Batigol, cả người sút ngay, nguy hiểm, may mắn đã đứng về phía cầu thủ Việt Phương Đông trong tình huống vừa rồi. Pha cài người rất hay của Đức Batigol. Đức Batigol đã sút bóng đi qua hai chân của Tốn Say, rất nguy hiểm. Ít nhất sút bóng nguy hiểm. Quang Thế Tài đã có một tình huống khép góc hợp lý trước cú sút của Văn Hưng. Và chúng ta đã được chứng kiến những tình huống Hiệp Châu dứt điểm và ra trận của Hưng Nghệ và bóng đã chạm tay của thủ môn Tuấn Thuyền Quang trước khi đi hết đường biên ngang. Hưng Nghệ dứt điểm, chính xác đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Eco Park. Quý Đen là người đã có một cú bật cạo đến đầu, không cho thủ môn Tuấn Quang một cơ hội nào. Một tình huống xử lý rất hài đến từ trung vệ của các cầu thủ Eco Park. Một pha bật nhảy và có một cú đánh đầu rất gọn gàng. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một pha xử lý rất hay đến từ Quý Đen. Rất nỗ lực nhưng Đức Batigol không được. Pha ra trận của Đức Batigol. Đá biển được dành cho các cầu thủ áo đỏ. Tốn Say. Pha dứt điểm rất căng đến từ Tốn Say nhưng bóng vẫn đập chân của Thanh Quý. Một pha băng lên và áp sát rất nhanh của Thanh Quý. Và tiếp tục là các cầu thủ áo đỏ lắp cầu, không vào. Chứ bóng lại là Dũng Nem. Dứt điểm. Thắng Bộ Đội không được. Tiếng dứt điểm đá bồi của Thắng Bộ Đội sau khi bóng đập chân của Đoàn Tổ. Rất may dành cho các cầu thủ Việt Phương Đông là tiếng vừa rồi. Viết Trường rất nguy hiểm. Pha đá phạt rất căng đến từ Viết Trường. Một pha bóng tương đối lộn xộn nhưng Quang Thế Tạc ghi. Tốn Say không được. Một pha bỏ bóng. Và vừa rồi thì Quang Thế Tài cũng đã có phần hơi giật mình. Một tình huống khá nguy hiểm được tạo ra bởi các cầu thủ Việt Phương Đông. Rất nhanh, rất đẳng cấp nhưng không vào. Một tình huống băng lên với vận tốc của một chiếc ferry của Hiệp Châu. Hiệp Châu đã băng đi như một mũi tên và chỉ có thiếu may mắn dành cho số 6 của các cầu thủ Eco Park. Vẫn không thể qua hàng phòng ngự của Eco Park. Dũng Nem. Hết giờ. Như vậy trọng tài Hoàng Sơn đã thổi còi kết thúc trận đấu giải đấu bóng Eco Park với Việt Nam Đông và tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ Eco Park. Một chiến thắng nhờ bàn thắng đến từ Thanh Quý. Một trận đấu mà các cầu thủ Eco Park đã có được trọn vẹn 3 điểm.